đen này. Bây giờ không nhìn gì đâu. Sao mùi nhiều quá. Chỗ đồng ở đông rồi, không lên được rồi. Đi ra đây. Mọi người là sao bên này? Ờ, chỗ em mới chỗ bãi đất quang quang ở bên dưới chân chùa Đồng ấy. Ôi giời, đông chật kín đây rồi. Nhưng mà đang ở chân chùa đây rồi. Ừ, đây đang chân chùa này. Nên chùa Đồng là như đông quá kìa. Hả? Rồi, không vào chùa Đồng nữa. Đi sang bên này. Chùa Đồng này. Đi sang cái bên mà cái chỗ mà... Mà cái chỗ... cái chùa. Ừ. Đồng mà nó nhiều mây không nhìn thấy này. Chéo chéo sang cái bên mà mình lên đấy. Đi lại đi ra đây, đây ngồi. Đi ơi. À đây đây đây, anh nhìn kia có mũ đỏ đây đúng không? Đi ra. Phải lao đấy. Đó đông này vào ra được. Đây đây. Đây. Đến người. Anh đi ra ngồi, ta đi ngồi tí. Ôi. Anh đi chưa lên đây à? À ngồi chưa quanh đâu rồi. Mù mịt rồi. Đây chùa đây mà chưa vào được đây này, đông quá. Ai vào? Chùa Đồng đây mà không lên là đây. Không đông lắm đâu, làm lễ ngoài sân. Anh không biết tìm thấy được. Toàn người là người á. Này lên cái gì? Lên là người xem ở đây. Dưới không nhìn thấy gì đâu. Đấy, chùa Đồng đây mà không lên được này ạ. À. Đông quá. Sương mù không nhìn thấy gì. Chết đỉnh rồi ông ạ. Chưa lên được, chưa lên được. À, đông như này. Đông quá. Mình gửi hết ông gửi hết nước rồi, nói còn nước rồi. Nhà của anh đâu à? À cái kia. Cái kia. Gọi. Gọi chen. Đi lên đi. Để lên chùa Đồng á, giờ chen lên chùa Đồng á, đông quá. Đi 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 đi. Thôi nhá, chào cả nhà nhá, tạm thời nhá, leo chùa Đồng đó, chen lên đó, đã đông như này, không vào được. Đi đi rồi, chen vào thôi, giờ đứng chờ bao giờ. Đấy. À, đông như này mà. Chào Huấn nha. Đây chùa Yên Tử mà. Đây là chùa Đồng mà không vào được này, đông quá.
Tôi chen vào chùa Đồng đã. Tôi đang ở chùa Yên Tử bạn ạ. Rồi lên đến chùa Đồng rồi nhưng đông rồi, giờ phải len vào. Chúng tôi nói đúng, đúng cả vàng chơi 4 tiếng. Tối qua, qua về muộn quá tôi chẳng vào được. Đi đi. Đấy đông này. Còn người là người à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.